mạng sống. Ta cũng sẽ bảo vệ sự an toàn của lão phu nhân. Dù cho có hy sinh cả mạng sống, ta cũng sẽ bảo vệ sự an toàn của lão phu nhân. Bảo vệ lão phu nhân chu toàn, không để nhà phi tướng quân phải lo lắng. Tiêu gia lần này e là khó giữ mình. Chủ nhân giỏi quá. Núi cao nước xiết, đường xa trùng trùng.